Chào mừng quý vị các bạn đã quay trở lại với tin tức thị trường đầu tư tiền mã hóa số 45 trên Phương Pháp Thành Công. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những cái tin tức trong chuyên mục của chúng ta ngày hôm nay. Thì thưa mọi người, hiện tại thì như mọi người có thể thấy rằng là chỉ số tài phú của chúng ta đang ở cái mức là 52 điểm. Thì như vậy là đã phục hồi khoảng 50 điểm so với cái số trước của chúng ta. Và nếu mà tính một tuần qua thì chỉ số tài phú cũng đã có cái sự phục hồi khoảng đâu đó rơi vào khoảng tầm hơn 10% rồi. Đấy, thì đấy cũng cho thấy một cái sự dấu hiệu phục hồi trong một tuần qua, khi mà chúng ta sẽ có liên tiếp 2 tuần giảm điểm, đúng không nào? Thì tuần vừa qua chúng ta cũng đã có cái sự phục hồi lại của cái thị trường. Và như vậy thì về cơ bản các cái đồng coin trong chỉ số tài phú của chúng ta cũng sẽ có cái sự phục hồi mà thôi. Khi mà mọi người có thể thấy rằng là ngày hôm nay thì vốn hóa của thị trường đang đạt được cái mức là 2.180 tỷ đô. Đó, còn khối lượng giao dịch 24 giờ thì đang đạt cái mức là 74 tỷ 246 triệu đô. Đó, thì mọi người có thể thấy rằng là khi mà cái thị trường nó tăng ấy, thì thường cái khối lượng giao dịch nó sẽ ít hơn, đúng không nào? Đó, thì nhìn vào trong cái biểu đồ của chúng ta thì mọi người có thể thấy rằng hầu hết là cái sắc xanh của các đồng coin. Đó, thì khi mà mọi người thấy rằng Bitcoin thì đã quay trở lại cái mức là gần 1.178 tỷ đô. Đó, còn đối với ETH thì đang ở cái mức 290 tỷ đô. Các đồng coin khác như là Solana cũng quay trở lại cái mức 64 tỷ đô, Ripple quay lại mức 32 tỷ đô. Đấy, về cơ bản thị trường cũng phục hồi rất là tốt. Và nếu như so sánh một tuần qua thì mọi người thấy rằng Bitcoin phục hồi 10,4%, ETH phục hồi là 6,0%, đó, Solana phục hồi là 7%, thì Dogecoin thì phục hồi 15%, đó, các đồng coin nó đều có cái sự tăng trưởng quay trở lại, đó, thì đấy là nhìn tình hình chung của cái thị trường của chúng ta trong những ngày qua. Và chúng ta sẽ cùng đi đến với cái tin tức đầu tiên trong cái số ngày hôm nay. Thì mọi người có thể thấy rằng là cái tin tức mà rất là nhiều người muốn chờ đợi, đó chính là ông Trump và bà Harris này, ông sẽ tranh luận về cái vấn đề, một trong những vấn đề liên quan đến cái thị trường tiền mã hóa của chúng ta, liên quan đến vấn đề Bitcoin. Đó, thì tuy nhiên là chúng ta cũng phải hiểu rằng là cái vấn đề của thị trường tiền mã hóa nó là vấn đề rất là nhỏ so với những cái vấn đề của Mỹ hiện tại. Mỹ có rất là nhiều vấn đề, đúng không ạ? Từ người nhập cư, từ các vấn đề liên quan đến thuế, từ các cái vấn đề liên quan đến các cái chương trình, hay là những cái mà hai phe đảng này nó đối lập như vấn đề phá thai các thứ, nó cũng đều là những cái vấn đề rất là nhức nhối trong xã hội Mỹ, nên là họ cần phải giải quyết những vấn đề đó trước. Còn cái vấn đề của các nhà đầu tư trong thị trường tiền mã hóa của chúng ta thì chúng ta quan tâm nhiều thôi, nhưng mà thực tế nó cũng không phải là vấn đề mà rất là lớn trong cái xã hội Mỹ, đúng không nào? Nên là việc mà nó không được đề cập trong cái buổi tranh luận này thì chúng ta cũng hoàn toàn là dễ hiểu thôi, đúng không nào? Đó, và liên quan đến cái cuộc bầu cử thì ở đây có một cái bài chia sẻ thống kê của cái anh chàng này. Thì anh ta cũng cho cái thống kê rằng là cứ mỗi khi mà cái vai trò của tổng thống xong ấy, tức là bầu cử xong ấy, thì là thị trường tiền mã hóa lại tăng, trong hai chu kỳ trước nó lặp đi lặp lại như vậy. Và anh chàng này anh cũng đang đặt ra câu hỏi là liệu rằng cái điều đó nó có thực hiện, nó có tái lặp lại trong cái năm 2024 hay là không. Đó, thì đấy là một trong những cái mà chúng ta cũng nhìn thấy, đúng không ạ? Thì với dưới góc nhìn cá nhân của Hòa thì Hòa thấy rằng là khi mà bầu cử sang tổng thống ấy, thì mọi thứ nó cũng sẽ ổn định hơn. Thế giới, rồi xã hội, rồi là tài chính, các cái công ty họ cũng nhìn nhận được cái xu hướng của thị trường, bất kể là phe Dân Chủ hay là phe Cộng Hòa giành được cái chiến thắng, nên là mọi cái thị trường nó cũng sẽ có sự ổn định phát triển hơn ít nhất trong 4 năm nữa. Và vấn đề nữa là nếu mà như hiện tại đối với ông Trump thì ông rất là ủng hộ tiền thị trường tiền mã hóa, thì với những người trong thị trường của chúng ta thì chúng ta cũng mong muốn là Trump sẽ lên làm tổng thống để mà ông ta thực hiện những cái mà ông ta đã nói, đã chia sẻ với cộng đồng nhà đầu tư tiền mã hóa, đúng không nào? Đó, thì đấy là chúng ta cái điều chúng ta mong muốn. Và ở đây thì cũng có một cái bài chia sẻ nữa liên quan đến Trump. Thì đây là cái bài chia sẻ của Trump liên quan đến thị trường tiền mã hóa ngay sau ngày 13 PM September 16th for the launch of World Liberty Financial. We're embracing the future with crypto and leaving the slow and outdated big banks behind. Đại loại thì ông ấy sẽ nói, ông ấy nói rằng là chúng ta nắm giữ tương lai của tiền mã hóa và bỏ lại phía sau các ngân hàng chậm chạp và lỗi thời đó. Đại loại là nói như vậy.
tức là một cái để mà ủng hộ cái câu nói để ủng hộ thị trường tiền mã hóa. Thì đấy là một cái phần chia sẻ, và cũng có thể là cái phần chia sẻ này cũng là cái quảng bá cho một cái đồng tiền hoặc là như nào đó. Đấy, một đồng tiền mã hóa của ông Donald Trump này có tên là Wallability, đó, Liberty. Đó thì đấy là một trong những cái chia sẻ. Cái này không có nghĩa là cái chuyên mục này giới thiệu cái đồng tiền này nhé, để mà các bạn đầu tư nhé, mà đây chỉ là một cái trang tin tức thôi để mà nói. Nên là các bạn phải lưu ý cái điều đó, và cũng phải nhấn mạnh với các bạn là trang Phương Pháp Thành Công, đúng không ạ, hay là cũng như là cá nhân Hòa không phải là người tư vấn cho các bạn về bất kỳ cái đồng coin nào cả, và cũng không chịu trách nhiệm với bất kỳ cái hoạt động đầu tư nào của các bạn trên cái trong cái thị trường này cả. Nên là khi mà các bạn thấy những cái đồng tiền hay là thấy những cái thông tin gì liên quan thì Hòa cũng nói luôn, mọi thứ việc là do các bạn, chứ không phải là Hòa là người tư vấn hay là quảng cáo gì các cái đồng tiền cả, mà nó là một cái tin tức Hòa chia sẻ thôi. Nên mọi người phải lưu ý đến những cái quyết định đầu tư của mình trong thị trường. Còn đối với cái phương pháp đầu tư của Tài Phu thì hiện tại Tài Phu đã không còn mua nữa, bởi vì đó, theo phương pháp của Tài Phu là sẽ không mua nữa, và bây giờ đã đang trong cái giai đoạn chờ tìm cái những cái cơ hội để mà có thể chốt lời. Đó thì đấy là lưu ý với các bạn là như vậy. Đó, để các bạn tránh cái trường hợp là các bạn FOMO hoặc là như thế nào đó, các bạn mất tiền trong thị trường, sau đó các bạn quay trở lại đây là check Hòa hoặc là trang mạng Phương Pháp Thành Công như vậy, đúng không các bạn? Đó thì thôi, chúng ta sẽ đi đến cái tin tức tiếp theo trong cái thị trường của chúng ta. Thì liên quan đến cũng một cái phần mà có thể là nó cũng không có sự thay đổi khi mà ông Donald Trump và bà Kamala Harris lên thì nó cũng như nhau. Đó là một cái chia sẻ của Robert Kiyosaki khi mà ông này ông nói rằng là trong khi tôi muốn Trump thắng thì Trump hay Harris thắng cũng chẳng khác gì nhau là mấy. Vấn đề thực sự là khoản nợ 35.000 tỷ đô la của Hoa Kỳ, nó đó là vấn đề thực sự. Cả Trump và Kamala Harris đều không thể giải quyết được. Như đã nêu trong tweet trước, nợ của Hoa Kỳ tăng lên 1.000 tỷ sau mỗi 100 ngày. Lãi suất nợ của Hoa Kỳ chi lớn nhất của Hoa Kỳ hơn 1.000 tỷ đô la mỗi năm, như đã nêu trong các tweet trước. Nếu như mỗi 1 phút bạn chi hết 1 đô la thì bạn sẽ mất 31.888 năm để mà có thể chi hết 1.000 tỷ đô la. Nói cách đơn giản, chúng ta tiêu hết, chúng ta đã tiêu rồi. Đồng đô la là rác rưởi, hãy ngừng mua tiết kiệm đô la và là tiền giả, và bắt đầu tiết kiệm vàng, bạc, bitcoin, tiền thật. Đó thì đấy một cái trong những cái chia sẻ của Robert Kiyosaki. Thì hôm nay ông có nói rằng, như đại loại là ông nói rằng là dù ai lên làm tổng thống ý, thì cái vấn đề nợ của nước Mỹ ý, nó cũng không thể giải quyết được. Và như mọi người có thể thấy rằng là cái nợ của nước Mỹ tính đến thời điểm hiện tại nó đang là 35.370 tỷ đô. Nó là một con số nợ rất là lớn. Và các bạn có thể xem những cái thông tin này, các cái vấn đề liên quan đến nợ của rất là nhiều quốc gia ở trên cái trang mạng này nhá. Nợ công của rất là nhiều các quốc gia, các bạn có thể search và các bạn có thể xem được luôn ở trên cái trang mạng này. Và mọi người có thể thấy rằng là cái mức này nó tăng lên rất là nhanh, đúng không nào? Và trong khi đó thì ở đây thì nó có một cái có vẻ là tính sai. Đó chính là ông bảo là một phút là tiêu hết 1 đô la, nhưng mà ý của ông ta có nghĩa là mỗi một giây tiêu hết 1 đô la đấy thì là sẽ tốn mất 31.888 năm. Đó thì một con số rất là dài, nếu như mỗi một giây tiêu hết 1 đô la nó cũng đã tạo tốn mất 31.688 năm. Đó thì đấy là một trong những cái, thì bây giờ mọi người cũng có thể thấy rằng cái nợ của nước Mỹ đây, cái biểu đồ của nó từ năm 1980 và nó tăng trưởng lên. Trong những năm Covid vừa qua nó tăng trưởng lên một cách khủng khiếp. Đó, tăng trưởng lên một cách khủng khiếp đấy. Nên cái mức hơn 35.000 tỷ đô rồi. Đấy. Thì đấy là một cái thông tin. Và ở đây thì có anh này, anh đính chính lại đây này, thì mọi người có thể xem. Nếu mà tính ra 1 phút thì, nếu mà 1 phút tiêu hết 1 đô la thì là sẽ tốn mất 1,9 triệu năm để có thể tiêu hết 1.000 đô la, 1.000 tỷ đô la đấy. Các bạn hình dung như thế, tức là cái mức độ số tiền nó rất 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 là lớn. Đó thì tiếp theo chúng ta sẽ đến với những cái tin tức tiếp theo. Thì cũng đó, thì đây là cũng liên quan đến cái nợ công của nước Mỹ. Thì bây giờ mọi người có thể thấy rằng là sau 11 tháng thì tổng số tiền lãi phải trả của Hoa Kỳ đã vượt lên cái mức là 1.05.000 tỷ đô la, tăng 30% so với cùng kỳ năm trước, Bộ Tài chính báo cáo. Hãy nhớ rằng chi tiêu quá mức của chính phủ là nguyên nhân tạo ra lạm phát.
Đó thì đấy là một trong những cái chia sẻ nữa cũng liên quan đến các vấn đề lạm phát, bởi vì chúng ta đang trong cái trong trong một cái giai đoạn mà các cái chính phủ họ sẽ bơm tiền đúng không nào, nên là cái vấn đề chi tiêu của chính phủ đặc biệt như Mỹ trong những giai đoạn năm Covid thì họ có những giai đoạn mà xem thì họ chi đến 4.000 tỷ đô la đúng không, cho các cái vấn đề của Mỹ, rồi châu Âu cũng chi cũng cũng chi ra 4.000 tỷ đô la để giải quyết các vấn đề liên quan đến Covid đó. Thì đấy là cái chính phủ họ chi tiêu rất là khủng, chi tiêu rất là lớn, thì để cho mọi người có thể hình dung được cái con số nợ rất là lớn như nào. Và một trong những cái tin tức mà chúng ta cũng sẽ quan tâm trong thời gian tới đó chính là vào ngày 19 tháng 9 này thì sẽ có công bố về cái lãi suất của Fed đó, thì hiện tại là dự báo đang là giảm 0,25% điểm phần trăm đó. Thì trên cái trang Poly Market này thì họ cũng chia sẻ như vậy. Về 50% thì hiện nay đã vì cái con số giảm điểm phần trăm tăng lên là 35 tăng lên 50 điểm thì sẽ là 35% đó. Nếu mà giảm 25% thì hiện tại là 64% thị trường tin rằng cái điều này là như vậy đó. Thì đấy là một trong những cái mà gọi là những người cá cược, người ta đang cái niềm tin của một số bộ phận mọi người đang tin là như vậy đó. Thì chúng ta hãy chờ đến ngày 19 tháng 9 này để xem những cái thông tin chính thức về cái hạ lãi suất nó sẽ như thế nào, và khi mà hạ lãi suất như vậy thì chúng ta hãy chờ đợi xem cái thị trường nó phản ánh ra sao đúng không nào. Và nếu mà tốt hơn nữa thì đối với những người đầu tư trong thị trường của chúng ta thì chúng ta mong muốn rằng là cái điểm phần trăm nó phải giảm đến 0,5 điểm phần trăm thì đúng không nào, thì nó mới tốt đúng không nào, nó mới vui vẻ trong cái thị trường này. Thì Hòa thấy là rất là nhiều người đầu tư trong thị trường tiền chứng khoán cũng mong đợi cái điều như vậy. Thì đấy thì chúng ta cũng sẽ chờ đợi để xem Fed như thế nào, nhưng đối với một nhà đầu tư thì chúng ta luôn đưa ra những cái kế hoạch trước cho dù thị trường nó phản ánh ra sao. Thì anh Tài cũng có chia sẻ đi chia sẻ lại rất là nhiều, thì trong thị trường chúng ta chỉ có bốn cái hành động chính để có thể làm thôi: một là mua, hai là bán, ba là cầm, và bốn là đứng ra bên ngoài của thị trường. Thì bất kỳ cái thông tin tin tức nào mà không ảnh hưởng đến bốn cái hành động này thì chúng ta nó cũng gần như là những cái tin tức không có nhiều cái giá trị. Và trong cái bản tin tin tức thị trường đầu tư tiền mã hóa này, cái mục tiêu của nó là giúp các bạn cập nhật cũng như là có thể là chia sẻ với các bạn một số những cái thông tin, một số cái tin tức cũng như là cái trải nghiệm của Hòa trong cái khóa học công thức đầu tư tiền mã hóa để mà có thể chia sẻ lại với các bạn thôi đó. Còn nếu mà theo phương pháp của Tài Phu thì thực tế anh Tài cũng rất là ít chia sẻ, bởi vì trong những cái giai đoạn như này nó cũng không có cái gì để mà chia sẻ cả, tất cả đã được học ở trong cái công thức đầu tư tiền mã hóa. Và nếu như các bạn họ là tham gia cái chương trình đó, các bạn học đi học lại nhiều lần thì các bạn cũng sẽ có được một cái sự nhìn nhận và một cái sự suy nghĩ nó rõ ràng hơn trong cái quá trình đầu tư của chúng ta đó. Chúng ta sẽ lập trước một kế hoạch và làm theo đúng kế hoạch, lặp đi lặp lại cái công việc đó. Nó tự giống như là hiện tại là mỗi quý là chúng ta sẽ phải tái cân bằng danh mục lại, thì cái việc đó nó rất là nhàm chán đúng không ạ. Thì đối với đấy là riêng đối với các cái nước riêng đối với những cái nơi mà chúng ta không phải liên quan đến cái thuế thì chúng ta sẽ có thể cân bằng lại danh mục mỗi một quý một lần. Còn đâu nếu mà liên quan đến thuế thì các bạn sẽ phải cân nhắc liên quan đến các vấn đề thuế thì các bạn mới cân bằng lại danh mục. Đấy là cũng xin chia sẻ thêm với các bạn một cái chút thông tin như thế đó. Thì tiếp theo đến với những cái tin tức tiếp theo của chúng ta sẽ có được cái tin tức đó chính là trong cái giai đoạn giảm điểm vừa qua thì Michael Saggi đã mua thêm là 18.300 Bitcoin, tương đương với 1,110 tỷ đô đó, so với cái giá là giá trung bình là khoảng là 60.408 đô la cho mỗi Bitcoin, và đã đạt được cái mức lợi suất là 4,4% đó, 17% đó. Đấy thì đấy là chia sẻ của Michael Saylor về cái số lượng Bitcoin ông ta mua thêm vào trong cái giai đoạn vừa qua, cũng như là cái tổng số lượng Bitcoin của ông ta nắm giữ hiện tại là 244.800 Bitcoin đó, thì được so với giá trị khoảng là 9,45 tỷ đô la đó. Đấy là một trong những cái mà chúng ta cũng nhìn thấy về cái giai đoạn vừa qua đúng không nào. Chắc chắn khi mà người có người bán thì cũng sẽ có người mua mà thôi đó. Thì và chúng ta nhìn vào cái kế hoạch mua của Michael Saylor thì chúng ta thấy ông ta đầu tư rất nhất quán, và
mọi người thấy rằng là ông ta nói rằng là ông ta sẽ không bán, đúng không nào? Đấy, cái chiến lược của ông ta là rất là khác so với những nhà đầu tư bình thường như chúng ta. Đó, chiến lược của ông ta rất là khác. Đó, nên chúng ta không thể học được cái chiến lược của ông ta để áp dụng vào trong cái chiến lược đầu tư của mình được. Và cái lần gần nhất thì mọi người đây, mọi người có thể thấy đây là cái thông tin ông ta mua, và hiện tại cái số lượng mua của cái số Bitcoin này thì đang lỗ khoảng 2%, tương đương với đâu đó khoảng 22.363.000 đô la đó. Thì mọi người có thể thấy rằng là mỗi cái lần đi này mọi người đều có thể thống kê được cái lần mua. Đấy, đây là một lần mua nữa của ông ta này. Đấy, thì mọi người có thể thấy rằng là mua khoảng 2.395 Bitcoin đó tại thời điểm đó, tại thời điểm đầu năm 2023 thì ông ta mua đó. Thì trong suốt cái quá trình chúng ta có thể xem được đấy, như vậy là cái quá trình mua của ông ta liên tục và nó rất là đều đặn, đúng không nào? Đấy, rất là nhất quán. Và chúng ta có thể nhìn vào cái thống kê của các cái quỹ lớn hiện tại họ đang nắm giữ và họ đang đầu tư trong cái thị trường của chúng ta. Thì như vậy là chúng ta có khoảng, nếu mà tính đến đến tháng 7 thì chúng ta đã có là hơn 1 triệu Bitcoin đó, do các quỹ này nắm giữ đó, do những quỹ ETF này họ nắm giữ. Đấy, thì đấy là một trong những cái thông tin nữa để mọi người cũng có thể hình dung được cái thị trường này nó như thế nào đó. Thì tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với cái thông tin về, đây là cũng là một trong những cái công ty mà họ cũng rất là tích cực để mà đầu tư. Thì hiện nay họ cũng thông báo ngày 12 tháng 9 thì họ cũng thông báo rằng là hiện tại thì họ đang nắm giữ khoảng 26.200 Bitcoin đó. Đây là một trong những cái thông tin nữa, cũng một trong những cái công ty, một trong những quỹ đầu tư rất là lớn. Đấy, thì họ cũng chia sẻ như vậy. Thì thị trường luôn luôn như vậy, đúng không nào? Khi mà có những người bán thì cũng sẽ có người mua. Thì với những nhà đầu tư lão luyện, những cái con cá voi, những cái người dày dặn kinh nghiệm trong thị trường tài chính thì họ sẽ lựa chọn cái thời điểm để họ vào trong thị trường. Đó, thì tiếp theo cái tin tức tiếp theo đó chính là cái phiên bản Bitcoin được bọc của Coinbase đã ra mắt. Thì cái này thì Hoàng cũng muốn chia sẻ đó chính là gì? Thứ nhất là chúng ta sẽ đọc những tin tức liên quan đến cái sự kiện này. Đó chính là Coinbase đã giới thiệu phiên bản Bitcoin được gói gọn đó trên mạng Ethereum hoặc Base và Base, cho phép người dùng có thể sử dụng Bitcoin trong các ứng dụng DeFi. Đó, thì thực tế là nếu mà chúng ta đầu tư thì chúng ta sẽ không mua những cái Bitcoin được bọc này, hay còn gọi là cái loại Bitcoin được bọc này, hay còn gọi là Bitcoin, mọi người có thể gọi là Bitcoin giả, bởi vì nó không phải, chúng ta không kiểm soát cái chuỗi khối của chúng ta đó, nên là nó không phải là cái đại loại, không phải cái sở hữu toàn quyền của chúng ta. Thay vì cái việc mà các bạn mua Bitcoin bọc thì các bạn có thể là mua và để trong ví lạnh, thì nó trong cái việc đầu tư của chúng ta thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều đó. Đấy, thì đấy là một trong những cái nữa liên quan đến cái Bitcoin bọc, đúng không nào? Thì chúng ta cũng xem là cái này nó giải quyết các vấn đề gì. Thì là cái Bitcoin này nó được hỗ trợ bởi nhiều dịch vụ DeFi khác nhau để giao dịch, cho vay, thế chấp tài sản, với các cái tính năng chuyển đổi tự động cho phép người dùng Coinbase có thể chuyển Bitcoin đến và đi từ các mạng lưới này. Lần ra mắt này diễn ra khi Coinbase hé lộ ý định thâm nhập vào thị trường Bitcoin đóng gói, thách thức người dẫn đầu trong cái thị trường là hiện tại là WBTC của Bitgo, với kế hoạch thúc đẩy nền kinh tế Bitcoin đáng kể của Base trên Base. Thì đấy là một trong những cái tin tức nữa liên quan đến cái Bitcoin, đúng không nào? Chúng ta sẽ cùng đi sang những cái thông tin tiếp theo. Thì thông tin tiếp theo liên quan đến cái một trong những cái đồng coin trong chỉ số tài phú 30 của chúng ta, đó chính là đồng Ripple, thì đã tăng vọt sau khi 8% sau khi mà Ripple ra mắt cái Ripple Trust tại Hoa Kỳ. Thì như mọi người có như cái những cái tìm hiểu của Hòa, thì trước đây cái công ty cái quỹ đầu tư tiền mã hóa Ripple này, họ cũng đã từng có mở một công ty để mà có thể là đầu tư liên quan đến Ripple. Nhưng sau đó thì Ripple vào năm 2020, ở đây này, mọi người có thể đọc đây, và sẽ đọc cho mọi người đấy nha. Quỹ sẽ cung cấp những cái cho các nhà đầu tư được công nhận quyền truy cập trực tiếp và với Ripple. Ripple trước đây cũng đã cung cấp cho Ripple Trust
và đã giải thể vào năm 2021 sau khi sau vụ kiện năm 2020 của ủy ban chứng khoán và giao dịch Hoa Kỳ chống lại Ripple Labs với cáo buộc là token Ripple này là chứng khoán theo luật chứng khoán liên bang. Thì như mọi người thấy rằng là đấy, trước đây khi mà có cái liên quan đến cái vụ kiện cái thì Ratio họ cũng rút ra, đúng không nào, họ cũng rút ra khỏi khoản đầu tư. Thì đây cũng là một cái mà anh Tài cũng chia sẻ, đó chính là khi mà một cái công ty bất kể nó có vấn đề gì, nó có vấn đề hay không, thì khi mà nó liên quan đến các vấn đề pháp lý thì sẽ loại bỏ khỏi chỉ số tài phú đó. Thì đấy là một trong những cái để đảm bảo cho chúng ta cái việc tăng cái xác suất gọi là thành công hơn trong cái quá trình đầu tư của chúng ta. Bởi vì nếu mà ở một cái công ty liên quan đến pháp lý thì nó sẽ rất là lâu để giải quyết cái vấn đề đó. Đó. Thì liên quan đến cái Ripple thì ngày hôm nay thì cái ông giám đốc pháp lý của Ripple thì cũng có chia sẻ về các cái vụ án của Ripple thì đã kết thúc, nhưng biện hộ thông báo công bằng vẫn còn tồn tại đối với những người khác. SEC chỉ trích rằng báo cáo DAO năm 2017 như một thông báo của ngành rằng chứng khoán là tài sản, tài sản tiền điện tử đó, hay là chứng khoán tài sản tiền mã hóa phải tuân theo các luật của chứng khoán. 7 năm sau, SEC xin lỗi thẩm phán liên bang, chắc chắn là một trong những người ít nhất có cái trí thông minh bình thường vì sự nhầm lẫn mà họ đã gây ra bằng cách sử dụng các thuật ngữ vốn không rõ ràng này. Thì đấy là trong cái câu chuyện của thị trường đầu tư tiền mã hóa của chúng ta. Thì như trong các số trước khóa cũng đã từng chia sẻ với mọi người rồi, đó chính là cái việc mà SEC họ không phân định rõ cũng như là không hỗ trợ các vấn đề pháp lý trong cái thị trường tiền mã hóa này, là bởi vì họ muốn kiểm soát cái thị trường này để chiếm được cái phần lợi ích trong cái thị trường này mà thôi. Đó, thì ngày hôm nay thì họ cũng có rất là nhiều cái tin tức liên quan đến những cái báo cáo và những cái thông tin trong cái thị trường này. Thì đây cũng là cái đó, SEC lấy làm tiếc, đây là trích lại trong cái bài viết của họ sau khi mà họ đã kéo dài các cái vụ kiện rất là lâu đó. Thì bây giờ họ xin lỗi bằng là SEC lấy làm tiếc và bất kỳ sự nhầm lẫn nào mà họ có thể gây ra đó. Thì đấy là các bạn hình dung ạ, thì những cái công ty mà bị SEC cáo buộc thì họ sẽ bị chịu tổn thất rất là lớn, nhưng mà sau khi mà cái công ty đó họ chứng minh được họ không vi phạm pháp luật thì họ chỉ nhận được một cái lời xin lỗi thôi, đúng không nào, một cái lời lấy làm tiếc thôi, đúng không nào. Thì đây này là một cái thuật ngữ mới gọi là crypto tài sản mã hóa, đây này, tài sản mã hóa chứng khoán đây này. Đấy, thì đây là một trong những cái thuật ngữ mà họ tức là họ tự đặt ra đấy, như là cái lời của ông giám đốc pháp lý vừa rồi ông nói. Thì đây là cũng ông giám đốc pháp lý của Coinbase thì ông cũng nói đây là cách tuyên bố sai sự thật và liên tục rằng bản thân các token là chứng khoán. Đây là sự trình bày đáng chú ý. Chú thích 6 của SEC khiếu nại đã sửa đổi của Binance. Tôi hy vọng rằng Andrew Rosti đang ngủ ngon đêm nay. Đầu anh ấy sắp lổ tung khi anh ấy thức dậy và nhìn thấy điều này. Đó. Thì đấy là một trong những cái liên quan đến cái câu chuyện pháp lý. Và ở đây cũng như vậy. Thì trong cái việc đầu tư thì chúng ta cũng phải hết sức lưu ý là với những cái đồng coin nó không theo cái luật chứng khoán của Mỹ ấy, hay là không đăng ký, xin lỗi, không phải là theo luật chứng khoán Mỹ mà không đăng ký ấy, ở Hoa Kỳ ấy, thì là theo cái phương pháp của tài phú cũng sẽ không được, không có trong cái danh mục của tài phú. Nên là mọi người có thể thấy rằng là trong cái top những cái đồng coin trong này thì lại không có trong chỉ số tài phú. Thì nó cũng có một trong những cái nguyên nhân, đó chính là bởi vì cái đồng tiền mã hóa đó nó không theo luật của cái Mỹ, nên là cũng sẽ không được vào trong cái chỉ số tài phú. Đấy. Thì cũng liên quan đến một cái sàn nữa, vừa rồi các bạn thấy rất là nhiều cái sàn luôn, thì Kraken cũng là một trong những cái sàn khá là lớn, thì họ cũng phủ nhận cái khiếu lại của SEC, lập luận rằng tài sản kỹ thuật mà tiền mã hóa không phải là chứng khoán đó. Đấy, thì đấy là một trong những tin tức tiếp theo. Thì Kraken cũng kiên quyết phản đối cáo buộc của SEC việc viện dẫn thiếu rõ ràng về các luật liên quan đến chứng khoán liên bang
và vi phạm quản lý quá mức. Đó, thì đây là một trong những cái tin tức nữa cũng ra trong ngày hôm nay về các cái vấn đề liên quan đến cáo buộc các cái công ty, các cái sàn trong cái thị trường đầu tư tiền mã hóa này của chúng ta. Thì chúng ta thấy rằng là cái thị trường này thực sự nó vẫn còn rất là mới, đúng không nào? Bởi vì khi mà các cái luật nó còn chưa rõ ràng, hiện tại SEC họ vẫn muốn quản lý, vẫn muốn kiểm soát cái thị trường này. Bởi vì nếu như họ công nhận các cái đồng tiền là hàng hóa thì cái cơ quan quản lý hàng hóa của Mỹ, đúng không ạ, họ sẽ quản lý, thì SEC họ sẽ mất cái quyền lợi đó. Thì đấy là một trong những cái lý do, thế nên là SEC họ sẽ tìm mọi cách họ giữ cái kiểm soát này càng lâu càng tốt. Nên là trong tương lai thì mọi người cũng hình dung là nó cũng sẽ không nhanh được đâu. Đấy, bởi vì chừng nào cái lợi ích này nó còn thì các cái nhóm lợi ích họ cũng sẽ muốn chiếm cái quyền kiểm soát cái thị trường tiền mã hóa này của chúng ta. Đấy, thì đây hiện tại là SEC đang chiếm quyền kiểm soát, thì để mà lấy được cái quyền kiểm soát này của SEC thì nó thì cũng còn rất là lâu đấy, thì mọi người cũng chờ đợi. Nếu như hoặc là cho rằng là nếu như bà Kamala Harris lên thì cái việc thay đổi của nó cũng không có nhiều, bởi vì cái đảng Dân Chủ, những cái người đang làm trong cái các cái bộ phận họ cùng đều như thế, họ cùng đều thuộc một phe cả, họ cùng cái lợi ích, thì rất khó để có họ có thể là thay đổi. Còn nếu trong trường hợp Donald Trump lên làm tổng thống thì cũng có thể chúng ta kỳ vọng rằng nó có cái sự thay đổi, nhưng mà cái điều đó còn là trong tương lai, đúng không nào? Đấy, thì mọi người cũng qua một số cái thông tin liên quan đến pháp lý. Và tiếp theo, cái tin tức tiếp theo đó chính là về Quốc hội Anh giới thiệu về dự luật công nhận Bitcoin và tiền mã hóa là một loại tài sản cá nhân. Thì đây cũng là một trong những cái bước tiến tiếp theo của thị trường, đúng không nào? Khi mà có một cái quốc gia họ đã giới thiệu cái dự luật tài sản gọi là tài sản kỹ thuật số đấy, tài sản mã hóa đấy, ngày hôm nay để chính thức và hợp pháp công nhận Bitcoin và tiền mã hóa là các loại tài sản mã hóa số khác là tài sản cá nhân. Với luật mới này, lần đầu tiên pháp luật Anh chính thức bảo vệ các tài sản tiền mã hóa như Bitcoin và các loại tài sản khác, tiền mã hóa khác, mã thông báo không thể thay đổi như NFT và tín dụng carbon đó. Thì đây là một trong những cái mà cũng tốt khi mà các cái quốc gia họ dần dần chấp nhận và họ công nhận tiền mã hóa cũng như Bitcoin, thì những cái quốc gia như ở Việt Nam của chúng ta họ cũng sẽ có được cái thông tin, họ cũng có một cái nguồn thông tin để họ tiếp cận vào trong cái thị trường tiền mã hóa này trong cái giai đoạn tới. Khi mà Hòa nghĩ rằng là trong sớm thì có thể là không sớm, nhưng mà tầm 10 năm nữa thì rất là có thể là Việt Nam cũng sẽ cởi mở và sẽ có những cái luật liên quan đến thị trường tiền mã hóa này đó. Thì đấy là một trong những cái nữa, bởi vì họ sẽ học theo các nước đi trước thôi. Đấy, tiếp theo đó chính là tòa án tối cao Anh phán quyết đồng tiền ổn định USDT của Ether được coi là tài sản đó, thì cũng là một trong những cái nữa tiếp tục cho cái thị trường của chúng ta nó dần dần nó đi lên đó. Thì là khi mà nó muốn đi lên như vậy thì nó phải có cái luật, đúng không nào, nó phải có những khung pháp lý để mà các cái công ty, các cái tổ chức họ làm theo và để thống nhất được trong cái thị trường. Thì như vậy nên là đây cũng là một lý do mà anh Tài nói rằng là thị trường tiền mã hóa của chúng ta còn rất là mới, bởi vì ngay cả cái nước, những quốc gia hàng đầu về tài chính như là Mỹ, đúng không nào, hay là Anh Quốc, thì họ cũng chưa có những cái luật cụ thể để mà có thể là quy định trong cái thị trường này. Đấy, nên là thị trường của chúng ta nó vẫn còn mới là như vậy. Cho đến khi mà nó phủ sóng đến tận Việt Nam của chúng ta thì lúc đấy nó bắt đầu nó sẽ chậm hơn rồi, đúng không nào? Nó phủ sóng về cái luật, nó các cái khung luật, các cái điều luật thì nó bắt đầu là lúc đấy thị trường nó sẽ mở rộng hơn rất là nhiều, quy mô thị trường nó cũng sẽ lớn hơn rất là nhiều. Đấy. Tiếp theo, thì cái tiếp theo đó chính là người nổi tiếng thúc đẩy các cái dự án tiền điện mã hóa nhưng không đảm bảo tính hợp pháp. Thì cả những cái vụ này thì mọi người cũng đã thấy rồi, đúng không nào? Trong ở Việt Nam của chúng ta thì thường xuyên có những cái này, và ở Việt Nam của chúng ta thì gọi là lùa gà, khi mà họ mượn những cái người nổi tiếng để mà có thể là quảng bá giới thiệu về các cái đồng coin. Và nó không chỉ có ở trong Việt Nam đâu, mà ở Mỹ, một trong những cái nước mà cũng rất là phát triển, thì cũng có rất là nhiều các nhân vật nổi tiếng. Ví dụ đây, mọi người có thể thấy rằng Joshua White, đúng không? Hay là Sue Wickhoff, đó là một trong những cái người cũng đấy, thì là liên quan đến những cái đồng tiền mã hóa.
rồi là những cái người nổi tiếng hơn mà Như Hòa biết tới như là Paris Hilton, đúng không? Những cái người như là Tom Brady là những người rất là nổi tiếng, thì họ cũng quảng bá và giới thiệu các cái đồng tiền mã hóa đó. Thì đấy là một trong những cái vấn đề của thị trường, đúng không? Thì khi mà cái tài chính nó, cái sức ảnh hưởng của người nổi tiếng và họ cũng không quá hiểu về thị trường này, thì họ bán cái sự ảnh hưởng của họ cho các cái tổ chức khác để mà họ có thể là thu về một khoản tiền. Thì mà nhưng mà vô tình như vậy thì lại làm hại những cái người chính là fan của họ, đúng không nào? Chính vì thế trên cái kênh của anh Tài Phương Pháp Thành Công này, cũng như trên trang cryptocurrency Dog Market của anh Tài chưa bao giờ nhận lời quảng bá hay giới thiệu bất cứ một cái gọi là đồng tiền nào, đúng không nào? Đấy là một trong những cái lưu ý rất là quan trọng khi mà trong cái thị trường của chúng ta nó sắp bước vào trong cái thị trường châu, thì chúng ta cần lưu ý với những cái vấn đề đó. Bởi vì trong cái thị trường châu thì các cái hiện tượng liên quan đến cái việc mượn người nổi tiếng để mà có thể là quảng bá các cái đồng tiền mã hóa đó, những cái đồng tiền mã hóa mang tính chất gọi là lừa đảo hay là nó không có giá trị ấy, để bơm giá để bán cho những cái người theo dõi ấy. Đấy là một trong những cái sự kiện nó thường xuyên nó xảy ra và lặp đi lặp lại trong cái thị trường của chúng ta, nên chúng ta cần hết sức cảnh giác trong các vấn đề này. Đấy là một trong những cái tin tức nữa mà Hòa cũng muốn chia sẻ với mọi người. Và ở Việt Nam thì chắc là hẳn mọi người đã biết đến cái vụ anh chàng Johnny Đặng, đúng không ạ? Và một người rất nổi tiếng đó tên là Khoa ở nước chúng ta, đúng không nào? Thì cái vụ việc đấy nó cũng như thế thôi đó. Thì sử dụng cái người nổi tiếng để quảng bá giới thiệu một cái đồng coin, thì đấy là nó như thế. Và một trong những cái kịch bản nữa đó chính là một trong những cái tin tức nữa mà Hoàng muốn chia sẻ với mọi người, cũng là phần cuối trong cái tin tức thị trường này ngày hôm nay, đó chính là một cái phần chia sẻ là những cái kịch bản xa vời nào vẫn có thể đẩy giá Bitcoin xuống $0. Thì đây là một trong những cái mà những cái người mà mới tham gia vào thị trường tiền mã hóa họ cũng rất là quan tâm. Họ rất là quan tâm bởi vì họ lo lắng rằng là liệu cái Bitcoin nó có trở về thành không không. Đấy, thì đấy là một câu hỏi rất là lớn của cái đám đông thị trường khi mà mọi người không có cái thời gian, công sức cũng như không có sự đầu tư, cũng như không thể tìm được cái nguồn thông tin nó rõ ràng, nó chính xác, nó tin cậy để mà chúng ta có thể học hỏi được, thì chúng ta rất là lo lắng. Càng không biết thì chúng ta càng lo rằng là liệu tiền mã hóa có về không hay không. Thì trong này họ cũng viết một cái bài viết mà Hòa thấy rằng là cũng rất là hay, nên là muốn chia sẻ với mọi người. Đó, thì trong này thì có một cái phần chia sẻ, đó chính là Bitcoin đã trải qua rất là nhiều cuộc thăng trầm kể từ khi người sáng tạo ra là Satoshi Nakamoto phát hành sách trắng vào năm 2009, với không ít những nhà tiên tri dự đoán rằng Bitcoin sẽ giảm về không trong mỗi lần điều chỉnh hoặc thị trường giảm xuống. Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett hay là những nhà môi giới chứng khoán như là Peter Schiff được cho là hai người có tiếng nói chỉ trích Bitcoin mạnh mẽ nhất và dự đoán sẽ sụp đổ, sự sụp đổ của đồng tiền này. Tuy nhiên, họ có thể không bao giờ đạt được mong muốn và Bitcoin thậm chí không thể đạt được mức không. Đó, thì đấy là một trong những cái nữa chia sẻ với mọi người. Ở phần này thì những cái người nổi tiếng như này cũng như vậy thôi. Thì ai cũng như vậy, họ cũng chỉ biết được trong cái giới hạn, cái phạm vi của họ. Cái thứ hai nữa là cái lợi ích mà họ nhận được khi mà họ đưa ra một cái sự phát biểu, hay là cái sự phát biểu của họ ảnh hưởng đến những cái nhóm lợi ích của họ, thì họ cũng sẽ không muốn chia sẻ. Bởi vì như mọi người biết là ông Warren Buffett thì ông đang quản lý cái quỹ rất là lớn, đúng không nào? Nếu mà ông nói rằng là Bitcoin là tài sản, ví dụ ông biết đi, ông nói rằng Bitcoin là tài sản tốt hay là gì đó để mua, thì cái điều đó nó đi ngược lại với cái lợi ích của các cái nhóm cổ đông của ông ta, nên ông ta sẽ không bao giờ nói như vậy. Bởi vì ông ta là người đầu tư trong thị trường truyền thống, đúng không nào? Mà ông ta nói trong cái thị trường tiền mã hóa này thì có phải là một cái lượng các nhà đầu tư họ cũng đầu tư sang cái, họ cũng tìm cách đầu tư sang Bitcoin, đúng không nào? Thì cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái hoạt động của ông ta. Đấy là góc độ Hòa nhìn là như vậy đó. Còn trong cái bài phát biểu này thì ông ta cũng nói, bởi vì cái câu hỏi này Hòa nghĩ rằng là cũng có rất là nhiều người hỏi Hòa về cái việc là liệu rằng là Bitcoin có thể giảm xuống mức không hay không. Thì trong cái bài phát biểu này thì cái anh Jonathan Isaac này, anh chia sẻ Hòa thấy rằng là cũng rất là hay và có thể là giải thích cho và trả lời được cho mọi người câu hỏi này, đó chính là Bitcoin có thể giảm xuống mức không, nhưng điều này cực kỳ khó xảy ra nếu không có một sự kiện thảm khốc nào đó. Isaac cho biết rằng là tất cả những người
nắm giữ Bitcoin đột nhiên quyết định nó vô giá trị thì hoặc đồng loạt bán ra thì giá trị của nó sẽ giảm mạnh. Đó. Anh ta nói tiếp là với quy mô toàn cầu lớn, với đầy độ nhiệt huyết và cộng đồng Bitcoin, điều đó là không thể tưởng tượng được. Đấy. Ngoài ra, mọi người có thể sử dụng Bitcoin cho đủ các mục đích. Một cách đó chính là lưu giá trị. Cái phần này rất là quan trọng này. Cái thông tin là lưu giá trị, nó là một đặc tính của tài sản nên là rất là quan trọng. Thực hiện các cái thanh toán hoặc như một biện pháp phòng ngừa các vấn đề tài chính truyền thống. Miễn là nó hữu ích thì nó còn có giá trị. Đó, thì đấy là cái phần chia sẻ của anh này, và tôi cũng thấy rất là hay. Đó. Tiếp theo thì anh ta cũng chia sẻ rằng là các cái công ty như là Tesla, Meta, Palace hay là Semler này thì cũng đã thêm Bitcoin vào cái kho bạc của mình, tức là họ cũng dự trữ, hay là Michael Saylor thì hiện tại đang nắm giữ tới hơn 226.500 Bitcoin. Đấy, dự trữ lên từ giá trị lên tới 13 tỷ đô la thì đang dẫn đầu đấy. Thì đấy là một trong những cái nữa đấy. Thì hãy xem xét cái hệ sinh thái khổng lồ được xây dựng bởi xung quanh Bitcoin, các doanh nghiệp, dự án, các thợ đào, sàn giao dịch, công nghệ, nhiều thứ khác, cơ sở hạ tầng được thiết lập rất là tốt, không phải thứ có thể bốc hơi nhanh chóng chỉ sau một đêm. Thì mạng lưới Bitcoin có thể chứng minh được rằng khả năng phục hồi rất là tốt suốt quá trình tồn tại của nó. Đã bao nhiêu lần chúng ta nghe thấy Bitcoin đã chết rồi sau đó lại trở lại mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đó. Thì Isaac cũng chia sẻ rằng là nói thêm rằng một cách khác là Bitcoin có thể giảm về không thông qua các quy định cực đoan hoặc là các lệnh cấm toàn cầu có sự phối hợp khiến giá giảm mạnh. Tuy nhiên, ông cho biết rằng là điều đó có khả năng xảy ra không có khả năng xảy ra, khó hình dung và thực hiện. Và một chính phủ đang tích cực làm việc với cái ngành này để đảm bảo ngành này luôn có thẩm quyền thân thiện. Ít nhất hai quốc gia đã áp dụng Bitcoin là tiền hợp pháp như là El Salvador vào năm 2021 và Cộng hòa Trung Phi vào năm 2022. Vào tháng 5 năm 2023 thì Hội đồng Châu Âu cũng đã thông qua các khuôn khổ về pháp lý toàn cầu, toàn diện đầu tiên của ngành công nghiệp tiền mã hóa. Đó. Thì anh này cũng cho biết là kịch bản xảy ra kịch bản xa vời hơn khác có thể xảy ra khi mà Bitcoin về không, đó chính là chẳng hạn như là lỗ hổng không thể khắc phục được trong giao thức của Bitcoin. Đó, những cái tiến bộ về máy tính lượng tử có thể phá vỡ mật mã của Bitcoin, hoặc công nghệ vượt trội hơn có thể nó trở lên lỗi thời. Đó. Đây là thực sự có phải là sự kiện thiên nga đen bất ngờ không? Không phải là không thể xảy ra, nhưng mà rất là khó xảy ra. Và viễn cảnh thị trường tiền mã hóa rộng lớn đạt trở về mức không thậm chí còn khó xảy ra hơn, xét đến cái sự đa dạng của các cái dự án ngoài kia. Đó chính là một trong những cái chia sẻ của anh Isaac này, và cũng thấy rất hay, muốn chia sẻ với mọi người để mọi người có thể là gạt bỏ những cái sự hoài nghi của mình khi mà cái thị trường nó về không. Thì ở đây thị trường tiền mã hóa ấy, nó rơi về không ấy, thì mọi người có thể hình dung rằng là cái việc mà tạo ra cái máy tính điện tử này nó là cực kỳ tốn kém, cực kỳ tốn kém để nó giải được cái mật mã của Bitcoin. Thì như là mọi người có thể hình dung là trong một cái phần anh ta có chia sẻ với Hòa cũng như các học viên, thì anh Tài có chia sẻ rằng là cái việc mà cái mạng lưới Bitcoin nó bị phá vỡ, hay là một cái ví của các bạn nó trong cái thị trường tiền mã hóa, nó giống như một cái hạt cát trong một trên trái đất này, đúng không ạ? Các bạn hình dung ạ. Sau đó thì cái trái đất của chúng ta thì lại giống như là một hạt cát ở trong cái dàn ngân hà này. Đó, thì nó khó đến cái mức độ như vậy. Đấy, thì tức là rất là khó để tìm thấy một cái hạt cát ở trong một cái trong trái xin lỗi mọi người, là trong trái đất, rất là khó để tìm thấy trái đất ở trong các cái dạng ngân hà. Sau đó lại rất là khó để mà đã tìm thấy trái đất rồi thì rất là khó để tìm thấy một hạt cát trong cái hành tinh của chúng ta.
thì cái mức độ khó nó ở cấp độ như vậy, để mọi người có thể thấy rằng là để mà giải được cái điều đó nó không dễ dàng. Cái thứ hai đó chính là cái kịch bản, đó chính là các cái quốc gia ấy, họ thống nhất với nhau, các quốc gia họ thống nhất với nhau và họ nói rằng là cấm trên toàn thế giới, đúng không ạ, cấm tất cả một cách rất là cực đoan, thì có thể thôi nhá là sẽ về không đó. Nhưng mà cái việc mà như vậy là rất là khó, cái việc như vậy là rất là khó đấy. Nhưng mà nó còn dễ hơn cái việc là tạo ra cái máy tính lượng tử để mà có thể phá mật mã của Bitcoin đó, nó rất là khó đấy. Và cũng như là cái sự mà có một cái sự kiện rất là xấu xảy ra và làm nó biến về không, hay là cái mạng lưới hệ thống Bitcoin nó có một cái lỗ hổng không thể khắc phục được và nó về không đấy, thì đấy là một trong những cái để mà chia sẻ với mọi người, để mọi người cũng cho thấy rằng là cái mức độ của nó khó như thế nào, để mọi người hình dung ra trong cái thị trường đầu tư tiền mã hóa của chúng ta. Bởi vì mọi người có rất là nhiều người có câu hỏi tương tự như cái bài chia sẻ này, và đó cũng chính là những cái tin tức cuối cùng trong tin tức thị trường đầu tư tiền mã hóa số 45 ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian xem hết video này. Nếu như các bạn thấy video này là hữu ích thì hãy dành cho Phương Pháp Thành Công một like, chia sẻ video này với những người đang quan tâm trong thị trường đầu tư tiền mã hóa. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người trong những số tiếp theo.